Dạ, sa thú làm thay kính tri ân. Dạ, mới thì là ai cầm mic thưa quý vị ha. Dạ, kính tri ân Phật tử. Chúng tôi không có để ý kịp, cái thành ra đó là không có nhớ người nào mới vừa cầm mic mà nghe cái giọng quen quen lắm. Dạ thôi, xin kính tri ân Phật tử. Dạ, kính tri ân cô tín nữ. Dạ, Nam mô Bụt-tha-dạ, Nam mô Tham-ma-dạ, Nam mô Sang-kha-dạ. Dạ, âm thanh nó nhỏ. Âm thanh nhỏ thì chỉnh cho nó to lên. Dạ rồi, chắc ok. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta cùng nhau học đến câu kệ Pháp Cú số 377. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Vasika Viyapuppani, Vasika Viyapuppani. Đoạn thứ hai: Maddawani Pamunchati, Maddawani Pamunchati. Đoạn thứ ba: Ewang ra gần cha đồ sằng cha, Ewang ra gần cha đồ sằng cha. Và đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư: Vipamunche thapphikkhavo, Vipamunche thapphikkhavo. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất, chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, Vasika, có nghĩa là qua lại hay là qua nhài. Có người thì nói là qua lại, còn có người thì nói là qua nhài. Qua này chúng tôi nhớ tới rằm tháng tư. Rằm tháng tư bà con hay xỏ thành cái tràng hoa đó, rồi cúng dường ở trong cái dịp lễ Phật đản. Nhưng mà thấy cái hoa này đó thì người ta nói đó là từ tháng 2 cho tới tháng 4. Nhưng mà dạo sau này chúng tôi thấy ở trong lễ dân y rồi đó cũng có những cái tràng hoa hoa lại này. Từ thứ hai, quý giá, có nghĩa là ví như hay là giống như. Từ thứ ba, bấp pha ni, bấp pha là qua, bấp pha ni là chia theo số nhiều, bởi vì cái chữ Vasika đó chia theo số nhiều, thành ra bấp pha ni cũng là chia theo số nhiều. Qua Vasika bấp pha ni là những qua lại. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, mắt đã qua ní. Mắt đã qua ní là mắt đã quá. Mắt đã quá đây là một cái danh từ trung tính, chia theo đối cách nó có cái hình thức là a ní,
chủ cách xin lỗi số nhiều đối cách số nhiều rồi chủ cách số nhiều giống nhau ani à, mắt đau quá có nghĩa là bị úa tàn à, bị úa bị tàn. Từ thứ hai pa mun cha tí mun cha tí có nghĩa là thoát khỏi này, giải thoát. Nhưng mà đối với qua đó thì mình dịch đó là rơi rụng, rơi rụng. À, ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch là quăng bỏ. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có 5 từ. Từ đầu tiên ê quăng. À, đây là cái câu kệ theo dạng thành ngữ quý giá ê quăng. Giống như là giá tha ê quăng. À, ví như cũng vậy. Ê quăng đây có nghĩa là cũng vậy. Ra găng. Ra gá chia theo đối cách thành ra nó có cái hình thức là ra găng. Raga là tham nhiễm. Hai chữ chá đây là liên từ có nghĩa và à, ra gan chá đô sân chá là tham nhiễm và sân hận. Đô sát đô sân sân hận. Đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên whip pa mun che tha. Whip pa mun cha tí mà chia theo mệnh lệnh cấp ngôi thứ hai số nhiều thành ra nó có cái hình thức là e tha. Ở trên chúng ta thấy đó là pa mun cha tí. À, ở trên đó nè à, Pháp Môn Chá Tí à, là chia theo ngôi thứ ba số ít à, hiện tại còn ê tha này đó là mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều à, Whip Môn Chá Tí à, có nghĩa đó là thoát khỏi hay là giải thoát hoặc là dứt bỏ. À, thì mệnh lệnh cách mình dịch là thêm chữ hãy hãy thoát khỏi, hãy dứt bỏ, hãy thoát. Phích từ cuối cùng phích vô là phích khu mà chia theo hô cách là thích cú mình dịch âm là tỳ kheo à, thì ở đây chia theo thì chia theo cái cách thứ 8 hô cách thành ra mình dịch ra là này à, này tỳ kheo. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi quý giá à, ví như Vatsika Pappani những qua lại Pamun Chati à, rơi rơi rụng mắt đã qua ní à, những gì úa tàn hay là những ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là cánh úa tàn. À, rơi rụng không phải chỉ có cánh không mà luôn có bông. Những cái gì mà úa tàn đó là nó rơi rụng à, rơi rụng những gì úa tàn. Ê quăng cũng vậy. Phích quê
Này tỳ kheo, Vip Pamun Chê Tha, hãy dứt bỏ hay là từ bỏ. Ra gan chá đô san chá, hay là ra gan chá đô san chá, tham nhiễm và sân hận. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 377. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 377. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ là duyên sự và ý nghĩa. Arahang samma sambuddho Phakkhavah Buddhang Phakkhavantang Avivadhemi Swakkhato Phakkhavata Thammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Sawakka Sangho Sangham Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con xin được thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học đến câu kệ Pháp Cú số 377. Câu kệ này nằm trong phẩm Phiết Khú Quắc Gá, phẩm tỳ kheo. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến 500 vị tỳ kheo. Khi mà ở trong các cái bản chú giải nói cái con số tròn vậy đó, thì chúng ta hiểu là có thể hơn hoặc ít đi một tí, chứ không có nhất thiết là phải tròn vẹn 500. Tôi nghe truyền rằng nhóm tỳ kheo này học đề mục và nghiệp xứ với Đức Phật rồi vào ở trong rừng để tu. Lúc bấy giờ chư tỳ kheo thấy cành hoa lài nó nở ra vào buổi sáng, đến chiều đó thì nó tàn rụng khỏi cuống. Lúc đó chư tỳ kheo mới đồng khởi lên cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như là tham sân trước khi cái hoa lài nó rụng khỏi cuống. Bậc đạo sư khi ngài đang quan sát thế gian thì thấy được duyên lành của nhóm tỳ kheo này, cho nên đó là ngài mới đến ngài phán dạy rằng: này các tỳ kheo, lẽ thường vị tỳ kheo nên tinh cần để thoát khỏi khổ luân hồi như cánh hoa rụng khỏi cuống vậy.
Và Ngài đã ngâm lên cái câu kệ mà hôm nay chúng ta học. Vatsika viya puttani Maddawani pamunchati Ewang ra gan cha do san cha Vip pamunche tha phikkhavo. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Như hoa Vatsikara, như hoa Vatsika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vì tỷ kheo hãy giải thoát tham sân. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức dịch: Như cành hoa Vatsika tự quăng bỏ lấy cánh già úa hương, chư tỳ kheo cũng như giường, tham sân tước cộng chẳng thương cộng nào. Và lại có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Và đồng thời xin thưa quý vị, chúng ta cũng dựa vào duyên sự. Duyên sự là những cái gợi ý, những cái gợi mở để chúng ta có cái hướng hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ này. Vậy thì xin thưa quý vị đó, câu kệ này Đức Phật Ngài dạy cho chư tỳ kheo nói riêng và cho tất cả những ai nghe nói chung về điều gì? Vatsika viya puppani maddawani pamunchati evang ra gan cha do san cha vipamunche tha phikkhavo. Như hoa Vatsika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vì tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng sự hiểu biết của mình qua lời dạy của Đức Thế Tôn để diễn giải rộng ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali này. Hầu mong rằng những ai đã từng tu tạo những cái đề mục liên quan đến câu kệ này, thì chúng ta có thể ngộ ra được một cái điều gì đó ở trong đời sống của mình. Còn nếu không, thì chúng ta cũng tạo được các cái chủng tử để đời sau kiếp khác khi thích hợp có một ai đó họ nói lại cái câu kệ này, thì lúc đó là những gợi mở để các cái hạt mà mình đã gieo đây nè, mình đang gieo đây nè, có cơ hội được ra hoa kết trái. Qua lại xin thưa quý vị, qua lại là như thế nào, bà con chúng ta hiểu ra làm sao về qua lại? Khi nãy triết nghĩa từ vựng đó chúng tôi cũng đã có nói qua đó. Qua lại là người ta dùng ở trong các cái nghi thức tôn giáo. Rồi xin thưa quý vị đó, qua lại này người ta còn dùng để ướp trà. Qua lại nó có cái mùi thơm. Và có một cái bài thơ của một nhà thơ Tấn Tới. Ông viết như thế này nè, chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Hoa rơi từng cánh úa, phấn lụa mặt lòng mơ, hương tình đâu bén nữa, trăng sáng vườn ban sơ. Câu thơ này nói về hoa lài đấy, xin thưa quý vị. Nhưng mà ý nghĩa ẩn chứa trong rất là sâu. Sâu ở đây đó là nói đến quá trình tu tập đó. Thì qua câu thơ này cho chúng ta biết đó là hoa rơi từng cánh úa.
À, hoa lài đó khi cánh úa là nó rơi đi, à, nó rụng đi, à, mình xem như đó là những cái gì mà xấu đó, những cái gì mà dơ đó là nó bị loại bỏ đi, là nó bị loại bỏ đi. À, thì với người tu này, phấn lụa mặc lòng mơ, hương tình đông bén nữa. Phấn lụa mặc lòng mơ tức là mình không có mơ màng gì đến cái chuyện phấn lụa, tức là tơ tình chi chi nữa. À, thì lúc đó là hương tình không có thể nào bén được. Và như đó thì là trăng sáng vườn ban sơ, nhân chi sơ tính bổn thiện, là cái tâm của mình đó, nó được trong sáng, được thanh tịnh. À, thì cái chúng tôi lấy cái câu thơ này đó, à, là để dẫn chứng cho quý vị thôi, là cái hoa 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 xích ca này, hoa lài này nè, à, hoa rơi từng cánh úa, tức là khi mà cái cánh nó úa tàn đó, à, thì nó bị loại đi, nó bị rơi đi. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi cái hoa, à, khi 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 hoa lài đó mà những cái cánh úa này hoặc bông úa đó nó rơi, thì theo quý vị đó là tự thân của cái cây hoa đó, đó nó có cần nỗ lực tinh tấn siêng năng gì để loại nó ra không? Xin thưa, nó rơi theo điều kiện tự nhiên. Đối với loài hoa đó, cứ hễ mà úa tàn, hoa hoa nhài này nó úa tàn là nó tự rơi vậy, nó tự rơi vậy. À, nhưng mà thử hỏi bà con này ha, mình mà muốn bỏ tham ăn tham vị thôi đó, à, muốn loại bỏ tham vị đó, thì tự động cái tham vị đó nó rơi giống như là hoa nhài úa tàn, hay là cần phải có một cái sự siêng năng tinh tấn nỗ lực hết mực? À, xin thưa quý vị, à, với chúng sinh đó, nếu mà muốn bỏ các cái thói hư tật xấu đó, à, thì đòi hỏi phải có một cái sự siêng năng nỗ lực tinh tấn vượt bậc, à, phải có chánh tinh tấn để lướt tới đó, thì các cái thói hư tật xấu đó mới được từ bỏ. Ở trong Tương Ưng Kinh thứ năm, trong đó có cái bài kinh gọi là Vatsika Sutta, là kinh hoa nhài hay là kinh hoa lài. Thì trong bài kinh đó mới nói như thế này nè: trong tất cả các loài hoa tỏa hương thơm, là tỏa hương thơm, xin quý vị, thời hoa lài tỏa hương ngào ngạt nhất. Chính vì lẽ đó, toàn bộ các nhân duyên hữu ích, thời nhiệt tâm là nhân duyên đứng đầu. Nhiệt tâm là nhân duyên đứng đầu. À, điều đó có nghĩa là để thành tựu được thiền định hay là đạo quả, à, thì là tinh tấn siêng năng là đứng đầu. Nếu mà không có tinh tấn siêng năng á, thì không tài nào chứng đắc được thiền định và đạo quả. À, bởi vì từ vô thủy luân hồi cho đến giờ đó, chúng sinh huân tu đã quá 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 nhiều cả bất thiện pháp. À, chính vì cái chỗ đó mà các bước thiện pháp giống như đó là một cái thói quen rồi. À, cứ thấy ăn ngon là thích, mặc đẹp là thích, à, được ngủ là thích, à, thấy cái gì đó mà vừa lòng đẹp ý là được thích hơn, và ngược lại thấy cái gì mà trái lòng nghịch ý đó thì là đều chối ra, đẩy ra. Có phải vậy không, xin thưa quý vị? Đây là hai khía cạnh ở trong đời sống. À, không thích thì là chối nó, dị ứng đối với nó.
mặt phải và mặt trái nó là như vậy đó, xin chúc quý vị. Không tham thì là sân, mà không sân đó thì là tham. Và xin thưa quý vị đó, để đạt được đến cái chỗ ha, tâm thanh tịnh không còn bận nhơ, và tâm thanh tịnh không còn bận nhơ đó, thì buộc lòng là gì? Mình phải có sự siêng năng tinh tấn. Dạ, mình phải có sự siêng năng tinh tấn. Nếu mà không có sự siêng năng tinh tấn thì xin thưa quý vị đó, chẳng những này ha, mình không thành tựu được thiền định đạo quả, mà không có thành tựu được bất kỳ một cái chi ở trong cuộc đời cả. Thử hỏi bà con, chứ mình ăn cơm đó, mình có phải siêng không? Không siêng mình không ăn xong được bữa cơm. Cái đó là cái chuyện đơn giản nhất. Mặc áo nè, mặc quần nè, lau nhà, chùi nhà, rửa chén nè, rồi dọn dẹp giường nệm nè, vân vân. Cũng đều cần phải có đến cái sự siêng năng tinh tấn hết. Nếu không có cái sự siêng năng tinh tấn thì mình không thể thành tựu được bất kỳ một cái việc gì cả. Để ngồi đây nghe cho nó hết cái thời pháp nè, thì buộc lòng mình cũng phải có một cái sự siêng năng tinh tấn. Nếu mà không có cái sự siêng năng tinh tấn đó, là mình không tài nào mà ngồi theo dõi được hết cái thời pháp. Đau đau lưng cái chán bỏ nè. Ở bên nhà hàng xóm đó, nghe nhạc sập sình cái đó là bay qua bên kia liền. Bỏ cái này. Đó, bỏ cái này. Thì từ cái chỗ này nè, thành ra Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là gì? Cái bông hoa lài đó. Bông hoa lài đó xin thưa quý vị. Những cái gì mà của ta thì nó bị rơi rụng ra hết vậy đó. Dạ, nó bị rơi rụng ha, nó bị rơi, những cái gì của ta nó bị rơi rụng ra hết vậy đó. Giống trong trong cái duyên sự đó, lúc nãy chúng tôi trình bày cho quý vị đó. Là hoa lài nè, nó nở ra từ sáng đến chiều, cái nó tàn nó rụng, nó rơi khỏi cái cuống. Dạ, nó rơi khỏi cái cuống. Các cái vị tỳ kheo này quan sát thấy cái hiện tượng đó. Và khi mà nó úa tàn, nó rơi rụng khỏi cuốn vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, nó còn thơm không? Nó còn được người ta dùng để kết hoa cúng Phật hay là kết hoa làm đẹp cho đời không? Không, không còn nữa ha. Và khi mà nó rơi rụng vậy thì là nó trở thành gì xin thưa quý vị? Rác rớm. Giá rác rớt vật dơ. Thì từ cái chỗ này nè, các cái gì thì kheo đó đó mới nghĩ rằng chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như tham sân trước khi qua lại rụng khỏi cuộc. Mình cũng phải làm sao đó, để loại bỏ đi tham. Thì tham sân này đó là hai mặt ở trong cái cuộc đời này, và tham sân này đó mà nó còn, và nó còn nó sẽ thú gì, nó còn nè, nó phát triển nè, thì lúc đó là gì, ở trong cái thân này nè toàn là rác rến không. Dạ, toàn là rác rến không. Thành ra đó là gì? Mình phải quét nó đi. Dạ, mình phải quét nó đi. Thì muốn quét được nó đó xin thưa quý vị, mình phải có sự siêng năng tinh tấn. Dạ, mình phải có sự siêng năng tinh tấn. Thì có cái sự siêng năng tinh tấn đó đó ha, thì mình mới có thể quét được cái rác tham, rác sân này.
À, vậy thì siêng năng tinh tấn như thế nào? À, xin thưa quý vị, ở trong Thanh Tịnh Đạo, cái bài kinh mở đầu để ngài Bút Thất Khô Xá ngài viết ra cái bộ Thanh Tịnh Đạo đó đó, thì cái bài kinh đầu mở ra để cho ngài dựa vào ngài viết ra cái bộ Thanh Tịnh Đạo đó đó, thì cái bài kinh đó cũng được viết ở trong, cũng được đề cập ở trong Tượng Kinh. À, bài kinh đó là: người trú giới có trí, người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triệt. Tỷ kheo ấy thoát triệt. À, vậy thì để loại trừ nè, để tống khứ nè, để từ bỏ nè, để ra khỏi được tham sân này đó. À, thì trước hết là mình phải hiểu nè, tham sân là chất độc, tham sân si ba pháp mà. Chúng gây hại cho tự thân và chúng tác thành tự ngã. Khi nào mà mình còn tham còn sân, à, thì tham sân này đó ngay trong đời sống hiện tại nó là phiền não đốt nóng thiêu đốt mình. À, nhưng mà rồi đó, khi nào mình còn nó đó thì mình tiếp tục luân hồi, còn hiện hữu tiếp nối theo. Và cứ hễ khi nào mà còn hiện hữu tiếp nối theo thì lúc đó đó, xin thưa quý vị, mình còn khổ không? Có. À, không khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó. Đó thì cũng còn khổ gì? Muốn không được nè. Thương phải xa, ghét phải gần. Đó, còn những cái khổ này. Đó, thì từ cái chỗ mà mình hiểu được cái nguy hại của tham và sân đó, đó. À, thì thành ra đó là gì? Mới siêng năng tinh tấn để loại trừ nó đi. À, thì theo như trong cái bài kinh đó dạy đó là gì? Tu tập tâm và tuệ này, nhiệt tâm và thận trọng, tức là nhiệt tâm và thận trọng tu tập tâm và tuệ để thoát khỏi triền, tức là để thoát khỏi đi cái sự trói buộc của tham sân này, của tham sân. À, vậy thì ở đây đó mình hiểu là gì? Cũng vậy, ra gần cha đồ sanh cha vip và muốn chê tha phi cầu. Này các tỷ kheo, hãy giải thoát khỏi tham lam và sân hận đi. À, thì dựa vào cái duyên sự này nè, và dựa vào cái bài kinh qua nhài ở trong tương kinh kia nãy chúng tôi dẫn chứng cho quý vị đó. À, thì Đức Thế Tôn ngài dạy cho các cái vị tỳ kheo hãy tinh tận siêng năng tu tập tâm và tuệ để loại trừ, để từ bỏ đi cái tham lam sân hận này. Thì tu tập tâm và tuệ là như thế nào? À, xin thưa quý vị, có thể chúng ta tu tập tâm và tuệ, cũng có thể chúng ta tu tuệ không. À, tu tập tâm và tuệ sao ạ? Là tu tập để thành tựu được thiền định. Trên cơ sở của thiền định, quán sát để thấy rằng các cái tầng thiền mà mình chứng đắc đó, đó là do suy tư tác thành. Những cái gì mà do suy tư tác thành thì cái đó đều phải bị biến hoại đổi thay. À, quý vị thấy đó là mình chứng thiền xong rồi nha. À, rồi mình nhập thiền rồi nha. À, thì thiền đó nó có bị hoại không? Hoại. À, khi nào mà mình khởi lên tham lam sân hận thì thiền đó nó bị hoại. Thứ nhất. Thứ hai, sau khi thân hoại mạng chung mình hết thiền đó, mình phải làm lại từ đầu. Yeah, thì thành ra thiền định đó nó hoại vậy. À, thì trên cơ sở của thiền định đó đó, mình quán sát để thấy ra được tướng vô thường, khổ, vô ngã ở trong cái loại thiền đó đó. À, thì từ chỗ đó đó mới thành tựu được tuệ. Hoặc là gì? Tu tập tâm và tuệ, tức là định tuệ song tu. À, định tuệ song tu là dựa trên cơ sở của định đó để rồi tu sang thiền quán. À, và với những ai đó mà không có tu theo cái kiểu đó đó ha, không có dựa trên cơ sở của định đó thì tu thẳng theo kiểu tu tuệ.
là tu thiền quán. Và tu như thế nào đi nữa đó, thì người đó đó quán sát theo góc độ nào, quán sát theo khía cạnh nào, bằng phương pháp nào thì cũng phải thấy cho rõ ràng được nhân quả nghiệp báo. Cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, ta phải thấy cho rõ ràng được vậy. Rồi bước thứ hai đó là gì? Phải thấy cho rõ ràng được tam tướng của pháp vô vi, là tướng vô thường, tướng khổ não, tướng vô ngã, nó thể hiện ở trong cái cuộc đời này. Và khi nào mà thấy rõ ràng được vậy đó, thì xin thưa quý vị, từ cái chỗ đó đó mới dẫn đến là gì? Từ bỏ được cái tham lam này, từ bỏ được cái sân hận này. Giờ chúng tôi ví dụ trên phương diện của tu tuệ thôi nha, xin thưa quý vị. Mình bị người ta chê, thí dụ như giờ đi, giờ chúng tôi đang giảng pháp cho quý vị nghe với đề tài là câu kệ pháp cú số 377. Bị người ta chê, người ta nói chúng tôi giảng tầm phào, giảng tầm bậy nè, hoặc là gì, nói cho người khác nghe mà bản thân của mình nó không có hành theo. Thì thí dụ như đó, quý vị mà bị chê vậy đó, thì cái phản ứng của quý vị như thế nào? Phản ứng không tu như thế nào? Phản ứng tâm có tu như thế nào? Tâm có tu ở đây đó là tu theo con đường thiền quán. Thì phản ứng ra làm sao? Xin thưa quý vị, dựa trên cơ sở tâm có tu tập theo thiền quán, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Tại sao mình bị chê? Giờ tại sao mình bị chê? Cái chê đó là gì? Xin thưa quý vị đó, cái chê đó đó là lời nói của người khác nghịch với cái lỗ tai của mình. Có phải vậy không, xin thưa quý vị? Cái chê là người ta dùng một cái loại ngôn ngữ nào đó nói khiến cho mình nghe đó khởi lên sự bực bội khó chịu, cái đó gọi là chê. Và vậy thì khi mà mình bị người ta chê vậy đó, tức có nghĩa là gì? Cái lỗ tai của mình nghe cái âm thanh đó, mà cái âm thanh chứa đựng nội dung chê bai thì âm thanh đó là cảnh xấu. Dạ, là cảnh xấu. Thì lúc đó là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện khởi lên bắt cái cảnh đó, thì đây là cái quả khổ. Mình bị người ta chê thì tức là gì? Mình đang bị quả khổ. Mà tại làm sao đó mình bị cái quả khổ? Xin thưa quý vị đó là không có lửa thì là không có khói được, phải có lửa nó mới có khói. Và bây giờ mình mới như bản thân của chúng tôi mới quan sát xem coi trong quá trình mình giảng pháp cú vậy, mình có dựa vô chú giải kinh sách lời dạy của Đức Phật để mà giảng hay không, hay là giảng theo ý nghĩa chủ quan. Và giả sử như giảng theo ý nghĩa chủ quan thì nó có hợp lý hay không? Thấy rằng hợp lý nè, thấy rằng mình có dựa vô kinh sách của Đức Phật để mà giảng, vậy thì cái việc làm này của mình là không có sai. Vậy tại sao đó mà mình bị người ta chê, vẫn cứ bị cái quả khổ? Dạ, xin thưa quý vị, cái quả khổ đó nó phát sanh đến cho mình đó không phải chỉ có nhân hiện tại. Bà con Phật tử chúng ta đã học lộ trình tâm chưa? Ở trong lộ trình tâm ha,
lộ ý hay là lộ ngũ thông thường, luôn luôn có chặng động lực. Trong chặng động lực đó có bảy sát na, có bảy sát na. À, thì sát na đầu đó là cho quả hiện tại, sát na đầu nó cho quả hiện tại. Năm sát na giữa đó là có chỗ nói đó, thì nó cho quả thứ đời thứ ba. Nhưng có chỗ nói là sau khi mình tái tục xong đó, thì năm cái sát na ở giữa này nó sẽ cho quả. Cái sát na thứ bảy đó là nó cho quả mình đi tái tục. Điều đó có nghĩa đó là mỗi một việc mình làm, mỗi một lời mình nói, mỗi một ý mình suy nghĩ đó, nó sẽ cho mình kết quả ba lúc vậy đó. Và tùy thuộc vào cái lời mình nói ra, việc mình làm, ý mình suy nghĩ nặng hay nhẹ, ba thời đó đó nó tái lặp lại nhiều lần. Như quý vị nhớ cái ông Kim Hoàng, ông đang gây gổ với một bà vợ, có một vị A-la-hán đi ngang qua kêu gọi để mà làm một cái kêu gọi tu bổ sửa cái bảo tháp để thờ Ngọc Xá Lợi của Đức Phật. Thì ngay khi ông đang bực bội bà vợ, cái ông mới nói đại một câu đó, quăng ông Phật của ông xuống sông đi. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà ông nói quăng ông Phật ông xuống sông đi, thì đó là đang tạo ra khẩu nghiệp. Đang tạo ra khẩu nghiệp. Thì cái khẩu nghiệp đó đó nó sẽ cho ra kết quả ba lúc. Đó là ngay trong đời sống hiện tại, cho ngay lúc tái tục và sau khi tái tục, rồi nhiều lần được lặp đi lặp lại. Thì với cái hành động đó của ông ta, đời sau kiếp khác ông sanh ra đó, ông bị người ta quăng sông 7 lần, ông bị quăng sông 7 lần. Như vậy điều đó có nghĩa rằng là khi mình bị cái quả khổ, thì không nhất thiết hoặc là chưa chắc chắn là do mình tạo cái nhân ở trong đời sống hiện tại này, mà có thể đó mình đã tạo ra cái đời sống xa xa xưa xưa đó, cho nên bây giờ đó cái quả khổ nó mới trổ nè. Thì thành ra đó là chúng tôi mới bị người ta chê vậy. Thì mình hiểu trên phương diện nhân quả rõ ràng. Nhân quả rõ ràng thì mà xin thưa quý vị đó, người ta chơi, người ta chê mình chút, hay là người ta chê mình là suốt mùa thu, suốt 5 tháng, đâu có đâu. Mình sinh hoạt ở trên room này chừng như chúng tôi giảng cho quý vị nghe thì chừng trong vòng tiếng hồ, thì cho người ta chê nhiều lắm chừng tiếng hồ là hết rồi, người ta đâu có chê hoài đâu. Vậy thì cái chê này nè cũng cứ thay đổi vậy. Nó thay đổi vậy đó. Thì mình hiểu chắc vậy nè, hiểu chắc về cái nhân quả vậy nè, hiểu chắc về tam tướng vậy nè. Thì bắt đầu là gì xin thú vị, mình thu thúc cái miệng mình lại. Mình hiểu rõ mình bị người ta chê đó là gì, gì do có lửa cho nên mới có khói. Tức là gì, mình đã tạo cái nhân ác bất thiện trước đây hoặc là đời xưa kiếp trước, cho nên bây giờ mình mới nhận lãnh cái hậu quả này. Nếu mình không có thu thúc cái miệng mà mình chê ngược lại người ta, nếu mình không có thu thúc cái ý mà mình khởi lên bực bội tức tối sân hận đối với cái việc chê này của người ta, tức có nghĩa đó là mình tạo ra cái nhân bất thiện mới, để rồi đời sau kiếp khác hoặc là sau này nè mình tiếp tục bị người ta chê nữa. Giờ mình không có ước muốn mong muốn vì bị người ta chê cho nó đau, thành ra là gì, hứa với lòng đó là không, sau này không có để chê nữa, đời sau kiếp khác không để cho người ta chê nữa. Thì bây giờ đó là gì, mình phải cam tâm tình nguyện mình thu thúc cái miệng mình lại, cam tâm tình nguyện thu thúc cái ý mình lại, cam tâm tình nguyện thu thúc cái thân mình lại. Và để làm được điều này thì xin thưa quý vị buộc lòng là gì, phải siêng năng tinh tấn rước qua
giá lướt qua. À, mà muốn lướt qua được đó là mình phải nhớ cho rõ ràng được nhân quả như vậy đó, vô thường khổ não vô ngã như vậy đó. Và cái tâm của mình phải kiên định, của mình kiên định không có lung lay, chứ không nói gì gặp người khác nói trời ơi người ta chê ông hoài kìa, đừng có nhịn nữa, nhịn nhục á, là lúc đó mình bị lung lay cái tâm liền, mình không có chánh định, tâm của mình không có vững, không có kiên định vậy thì bắt đầu là gì, quay lại dễ vui đối với khẩu hạnh, dễ vui đối với ý hạnh, khởi lên sự sân si trở lại, bắt đầu gì, chê bai người ta, chửi bới người ta. À, tinh tấn siêng năng à, để lấn lướt qua, giữ vững lập trường, giữ vững cái tâm của mình, thì lúc đó đó mình mới thu thúc. Dạ, mình mới thu thúc. Thì thử hỏi bà con, nếu ha, mà mình gìn giữ được cái miệng, mình gìn giữ được cái ý này, mình gìn giữ được cái thân này ha, thì cái sân này nè, nó có phải là giảm được từ từ không? Có phải giảm được từ từ không? Xin thưa quý vị, giảm được từ từ. Để đây trong phương diện là mình bị người ta chê thôi. Bây giờ mình nhân rộng nó ra nhiều nhiều hơn ở các cái khía cạnh khác. Mình bị người ta đập nè, mình bị người ta lừa gạt nè, mình bị người ta chơi xỏ nè, à, mình bị người ta trộm cướp nè, vân vân và vân vân, đều dựa trên cơ sở hiểu biết của nhân quả nghiệp báo vậy, và hiểu rõ theo hướng tam tướng vô thường khổ vô ngã. Từ chỗ đó đó, à, mình bản thân của mình là mình làm cho mình, chứ mình không có làm cho ai cả, nên cam tâm tình nguyện may cái miệng của mình lại, cam tâm tình nguyện nhốt cái tâm của mình lại, cam tâm tình nguyện bó cái thân của mình lại, chứ không có phản phe. Dạ, không có phản phe. À, thì cái cách giải quyết theo kiểu này gọi là tu đó, xin thưa, tu theo bát thánh đạo, tức là gì, tu thiền quán là vậy. Dạ, nhờ tu vậy đó, ha, có tinh tấn siêng năng vậy thì là theo quý vị ha, sự sân hận đó mà nó giảm ha, thì dẫn đến có giảm tham nhiễm không? Xin thưa quý vị, có. Tại sao? Vì hai cái này đó là hai cái mặt đối lập nhau, mặt trái và mặt phải. Nếu mà mình bỏ được mặt trái thì là mình sẽ bỏ được mặt phải, mình bỏ được mặt phải thì cũng tức là dẫn đến mình sẽ bỏ được mặt trái. Dạ, mình sẽ bỏ được mặt trái đó, thì từ bỏ tham sân đó là phải từ bỏ như vậy. Dạ, phải từ bỏ như vậy. À, thì là dần dần đó cái mới dẫn đến giống như cái bài thơ của ông kia là trăng sáng vườn bán sớm, tâm của mình đó trở nên thanh tịnh tinh khiết tinh lương trong sáng trong sạch. Và đó, theo như cái câu kệ này đó là gì, những cái gì của tàn đó bị loại bỏ hết. Và những cái gì của tàn bị loại bỏ, thì của tàn ở đây đó là tham lam sân hận. À, chúng tôi rất là tâm đắc một cái câu bài thơ hai câu đó, và mỗi khi đụng chuyện đó là chúng tôi lại lôi hai cái câu thơ này ra. Thì nhân đây cũng xin được đọc cho bà con nghe, à, để có thể đó là nếu hạp thì chúng ta lấy nó làm đầu giường. Xét cho cùng đó thì xin thưa quý vị, tu là tu cho mình, làm phước đó là làm phước cho mình, chứ không có tu cho ai và cũng không có làm phước cho ai cả. Từ bỏ phiền não đó là từ bỏ cho mình, chứ không có từ bỏ cho ai cả. Cái câu thơ đó của một cô tín nữ lúc trước đã có sinh hoạt ở trong room này. Cái nick của cổ nổi lên đó, cái cổ ghi chú cái một cái dòng chữ đó, thì là viết cái câu thơ này. Mỗi ngày tự quét am sân nhỏ, chớ hỏi vườn ai
có rác gì? Rác ở vườn của người ta đó là cái chuyện của người ta. Người ta quét hay không quét đó là có cái lý do của người ta. Còn bản thân của mình có quét hay là không quét thì đó mới là chuyện của mình. Mình mà quét thì là cái vườn của mình mới hết rác. Còn mà mình chỉ dòm ngó bên ta không đó, thì là cái vườn của mình rác càng ngày càng nhiều hơn. Thì ước mong đây là một cái câu thơ hay là cái câu thơ đi, đúc kết cho cái bài giảng này. Và bản thân của chúng tôi cũng cố gắng nhớ cái câu thơ này, và ước mong quý vị cũng nhớ cái câu thơ này, để rác cố gắng là gì? Loại bỏ rác tham, loại bỏ rác sạch bằng sự tinh tấn siêng năng. Bằng sự tinh tấn siêng năng. Để dẫn đến là gì? Trăng sáng vườn bản sơ. Tâm của mình đạt đến chỗ trong sạch thanh tịnh. Mỗi ngày tự quét am sân nhỏ, chớ hỏi vườn ai có rác nhiều. Giờ xin được kết thúc thời giảng với đề tài câu kệ Pháp Cú 377 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Cầu mong các ngài an vui trong đời sống tu hành. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, chư thiên hộ Pháp. Cầu mong quý ngài thủy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật Pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha. Bố sát thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức minh mẫn đã từ bi hoan hỷ giảng dạy về pháp. Ngày hôm nay chúng con được nghe, hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phúc trước cái đạo tràng. Dạ, cảm ơn đăng đông thầy Nhật Quỳnh không có ngồi trước máy, Nhật Quỳnh chỉ nghe không à. Dạ, con cũng thỉnh thượng tọa minh hạnh nào. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự ăn đã từng thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, có lẽ là Quỳnh và Thành Á cũng không có trước máy. Dạ, sa thú lành thai, chúng còn thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi phước trước cái đạo tràng. Dạng kinh chí cứ sanh la cầm măng cách tập bằng khi đi dạng mà cả dây là hoa cha mang la sa thì đã xe sứ đắc tăng cả tăng dây sa ta sa nhị nô áp thì dây cả sa ta sa nhị nô cả tăng quân nhân may hăng sạp bê phá gây phá hoàn từ tệ dê tăng các tăng sư với đinh tăng đền năng bốn nhà phá lãng mà gia dê cha ta thân nó trả nan thì để qua gần ta như dê đã dùm sạp bê lô cầm thì dê sát ta chỉ hoàn ta ha ra hai tu ca
ma muốn năng phô cha năng sắc bê là phản tu ma ma chê ta sa tị hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành diệu nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tường được mà hưởng ngang phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn cảnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khà bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama được bình dưỡng lâu dài chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà nhất là vua trời đế thích cùng tứ đại thiên vương tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm phật giáo năm truyền nhất là chung quanh chùa bửu quang chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi